Ông rưỡi mình học luôn ha. Đây mình học bài chỉ ha, mình học một nửa rồi xong nó lại đây rồi. Xong rồi nghỉ giải lao mình sẽ kiểm tra. Rồi thì mục tiêu bài học của mình ha, mình cũng sẽ như các bài khác thôi, mình nắm được nghĩa rồi trình bày được nguyên nhân cơ chế bệnh sinh rồi chẩn đoán lâm sàng điều trị ha theo đông y và tây y nha. Rồi về y học hiện đại thì sao nó đâu rồi? Rồi. Thì đầu tiên về y học hiện đại thì đại cương cái bệnh trĩ nó là một cái bệnh đã được phát hiện và ghi nhận từ rất là sớm ở khắp nơi trên thế giới ha, không riêng gì một khu vực nào cả. Và cái bệnh này á, nó đã được nghiên cứu rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau và các phương pháp điều trị cũng không ngừng được cải tiến, nhưng mà tỷ lệ bị bệnh cũng rất nhiều và điều trị mà hiệu quả thì nó vẫn chưa có được cao cho lắm ha. Thì theo giáo sư Nguyễn Xuân Huyên á, thì chỉ thì nó không phải là một bệnh lý mà nó là một cái tổ chức sinh lý bình thường, nó là cái tổ chức huyết quản và bạch huyết ở cái vùng hậu môn của mình á, đám rối động tĩnh mạch ở cái vùng hậu môn, chỉ trừ khi nào cái đám rối đó nó bị cương tụ, nó giãn ra thành một cái múi gây chèn ép gây đau xa ra ngoài thì mình mới gọi là bệnh chỉ nha. Nói chung thì nhiều người coi rằng cái bệnh chỉ là cái bệnh mà của bệnh hậu môn trực tràng. Nó đơ dễ sợ luôn. Mình thấy bạn khẩu rồi. Về dịch tễ của bệnh chỉ thì bệnh chỉ này này nó chiếm khoảng tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 5-8% dân số thế giới nha. Trên thế giới thì khoảng 50% người lớn trên hơn 50 tuổi là đều bị chỉ hết. Tỷ lệ giữa nam và nữ thì nữ thì mắc bệnh gấp đôi nam. Và cái bệnh này nó sẽ không gặp ở trẻ em và cũng ít gặp ở người dưới 20 tuổi. Theo nghiên cứu thì khoảng 60%, theo thống kê là khoảng 60% người Việt Nam là bị chỉ hoặc có vấn đề về chỉ ha, rất là nhiều đúng không? Thì cái lứa tuổi mà bị nhiều nhất là từ khoảng độ 25 đến 50 tuổi, và các đối tượng mà bị nhiều là mình sẽ có là học sinh sinh viên có khoảng 5% thôi, nhưng mà nhân viên văn phòng là bị nhiều nhất nha, sau tới công nhân nó lại chỉ có 35%, nhân viên văn phòng lại là cái đối tượng mà bị rất là nhiều. Bệnh này thì tỷ lệ đang ngày càng gia tăng nha. Đây là cái tỷ lệ phần trăm bị bệnh ở trong các loại lứa tuổi ha, mình thấy là lứa tuổi mà 45 tuổi là nó bị bệnh nhiều nhất ha, tỷ lệ bị bệnh ở Việt Nam là nó khoảng hơn 60% luôn. Rồi về giải phẫu của cái chỉ á, thì mình thấy rằng đây là cái cấu trúc bình thường của một cái chỉ ở cái hậu môn trực tràng ha. Chỉ nó là một cái tổ chức hệ thống thông động mạch và tĩnh mạch ha, với hệ huyết ở vùng xung quanh cái cơ vòng hậu môn á. Đây là cái hậu môn này ha, rồi đây là cái đường lược cái cơ vòng của mình ha. Rồi xung quanh thì mình sẽ có những cái cơ thắt hậu môn, bên trên là trực tràng. Ở đây mình có hai cái đám rối tĩnh mạch trong cái thể bình thường thì nó cấu trúc nó như thế này, nó không bị xa giãn gì hết ha. Rồi nếu mà khi mà mình cái tĩnh mạch, hệ thống tĩnh mạch này nó bị xa giãn, nó có thể gây sưng lên hoặc là xa ra ngoài thì mình gọi nó là bị bệnh chỉ. Nó không cho hoạt động nãy giờ hả, chiếu slide không được luôn. Cái chuyện 15 phút qua, đằng sau đi cô. Máy nó muốn biểu tình á, hoạt động không nổi. Nó chắc này là nó muốn mọi người kiểm tra sớm á. Rồi, đây là cái giải phẫu về sự dẫn lưu tĩnh mạch ở cái kênh hậu môn của mình ha. Cái
hệ thống tĩnh mạch của mình nó sẽ đi từ cái hệ thống mà đám rối trực tràng, rồi nó đi về cái đám rối trực tràng dưới, rồi đi lên, nói chung nó đi theo những cái đám rối trực tràng đi lên cái tĩnh mạch chậu, rồi đi vào cái tĩnh mạch trụ dưới, rồi nó đi lên trên gan ha. Đó, đây là cái hệ thống mạng lưới tĩnh mạch ở dưới vùng hậu môn này ha. Máu nó sẽ được đưa dần dần đưa lên trên gan nhá. Đó, nó sẽ có ba bó, nó có ba bó tĩnh mạch ha, bó trái, bó phải, bó trước phải và bó sau phải ha. Đó, đây là nếu mà một trong ba cái bó này mà nó bị xa giãn thì sẽ gây ra chỉ nó có thể bị cả ba bó luôn nha, thì luôn không có trình. Rồi vậy thì định nghĩa cái bệnh chỉ là một cái bệnh do sự căng giãn quá mức của cái hệ thống tĩnh mạch ở trực tràng hậu môn gây nên cái tình trạng viêm hoặc là xuất huyết. Thì bệnh chỉ thường sẽ xảy ra ở những người mà bị táo bón kinh niên hoặc là những cái công việc đi lại ít đi lại và phụ nữ mang thai. Nguyên những cái yếu tố liên quan đến bệnh chỉ thì mình có này, ở lớn tuổi ha, rồi khuân vác nặng, rồi do chế độ ăn uống làm cho bệnh nhân dễ bị táo bón tiêu chảy, rồi phụ nữ mang thai hoặc là công việc ngồi nhiều. Đó là những cái yếu tố nguy cơ mà làm cho bệnh nhân dễ bị chỉ. Không chạy được, không xóa lại nữa. Rồi về nguyên nhân cơ chế bệnh sinh của bệnh chỉ á, thì nó có nhiều giả thuyết ha. Thì một trong những cái giả thuyết đó là cái tấm đệm hậu môn á, là cái cơ chế được cái công nhận rộng rãi nhất. Nói chung là cái cấu trúc một cái tấm đệm ở hậu môn là một cấu trúc bình thường ở bề mặt cái ống hậu môn. Nó có những cái xoang tĩnh động mạch nó thông nối với nhau, rồi có những sợi collagen, sợi thần kinh ha. Thì cái cấu trúc tấm đệm này này nó sẽ giúp ngăn ngừa cái sự xón phân, tức là cái cơ vòng rồi những cấu trúc sợi collagen nó sẽ có sự thắt lại đó. Nó thắt lại để khi mà mình ho hắt hơi nó sẽ không có gây xón phân ra ngoài ha. Rồi bình thường á, cái tấm đệm này này nó sẽ phồng ở đúng cái vị trí tương ứng với những cái xoang tĩnh mạch ha. Nhưng mà khi mà nó có bệnh á, thì cái mũi chỉ nó xa ra, nó làm cho cái tấm phồng này nó không có được hoạt động đúng như cái cấu tạo của nó nữa, tạo nên bệnh chỉ. Còn lại là có những cái thuyết mà cũng được chấp nhận ha. Có ba thuyết được nhiều người chấp nhận, đó là thuyết về mạch máu, rồi thuyết cơ học ha, và thuyết tấm đệm đó. Thì cái thuyết cơ học á, là bình thường thì cái sợi cơ đàn hồi đó nó sẽ giữ cho cái mũi chỉ nó ở vị trí nhất định. Nhưng mà khi mà cái sợi cơ nó thoái hóa đi theo tuổi ha, ví dụ như là nó lớn tuổi này nó lỏng lẻo, là mình sẽ bị xa giãn, là mũi chỉ nó sẽ xa giãn xuống. Rồi thuyết động học, thuyết động học thì mình thấy rằng cái vi tuần hoàn của cái hậu môn trực tràng nó sẽ có cái nối thông nối động tĩnh mạch. Bình thường nếu mà khi những cái thông này nó đóng lại thì máu nó sẽ được đi nuôi các mô ha. Nhưng mà khi mà có những cái kích thích tăng áp suất ổ bụng chẳng hạn, như là mình táo bón, mình gặn nhiều, thì những cái thông này nó sẽ bị mở ra, nó làm cho dễ giãn ra hơn ha. Thì sẽ làm cho cái tăng áp nó giãn ra, gây xa cái mũi chỉ ha. Thì những cái nguyên nhân gây tắc áp ở bụng như là thai kỳ này, táo bón này ha, hoặc những cái tắc nghẽn đều có dẫn tới xa chỉ hết. Rồi vậy là triệu chứng của cái bệnh chỉ thì đầu tiên á, mình sẽ thấy rằng là triệu chứng nó có thể xuất hiện từ giai đoạn sớm, nhất là cái chỉ mà chảy máu. Mỗi lần mình đi táo bón mình dạn phát là máu nó chảy ra, đó là triệu chứng, một trong những cái triệu chứng đầu tiên của cái chỉ nha ha. Và cái mức độ chảy máu nó sẽ tăng dần theo mức độ của bệnh. Rồi nếu mà nặng thì nó sẽ có biểu hiện xa búi chỉ, búi chỉ nó sẽ lòi ra ngoài khi mà đi cầu ha. Thì nếu mà ở cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1, giai đoạn 2, búi chỉ nó có thể tự co lại được sau khi mình đi cầu. Nếu mà búi chỉ nó có xa ra ngoài thì mình sẽ có cảm giác vướng víu ở hậu môn. Ở cái giai đoạn mà giai đoạn nặng và giai đoạn 4 rồi á, thì búi chỉ nó sẽ lòi ra ngoài và không có tự co lại được ha. Đó. Rồi, về phân loại thì chỉ mình sẽ phân thành ba loại, đó là chỉ nội, chỉ ngoại và chỉ hỗn hợp. Chỉ nội thì cái nguồn gốc mà mũi chỉ nó bắt đầu xa ra
là nó ở trên cái đường lược ha. Còn trĩ ngoại thì nguồn gốc là nó sẽ bắt đầu từ dưới đường lược, ở trên cái hình này này, cái trĩ nội trĩ ngoại nó để bị ngược nhau nha lớp ha. Cái hình đầu tiên ấy nó là trĩ ngoại nha, là cái múi trực múi tĩnh mạch bị xa là dưới đường lược, lát nữa cô sẽ sửa lại ha. Rồi cái hình này nó mới là trĩ nội này, à, là cái nguồn gốc của búi trĩ nó xa là ở bên trên cái đường lược. Còn trĩ hỗn hợp là nó sẽ bắt nguồn từ trên và dưới đường lược cùng một lúc luôn. Đường lược là cái hình giải phẫu đầu tiên mình có nói nè, nó là chỗ cái cơ vòng á, xong nó có những cái nếp gấp vào nhìn như cái răng lược, mình gọi là đường lược đây này, cái này này đường lược, thấy không? Thấy cái đường lược chưa? Rồi trĩ nội là nó giãn cái múi tĩnh mạch ở phía trên đường lược, là cái trên này này đó, thấy không? Trĩ nội là giãn cái múi ở trên đường lược, được chưa? Rồi trĩ ngoại là giãn những cái múi ở dưới đường lược. Còn trĩ hỗn hợp là nó giãn một lúc cả trên lẫn dưới luôn. À bên này, được không? Rồi à, về phân độ của trĩ thì trĩ nội mình sẽ phân làm 4 độ nha. À, độ 1 là mình chỉ thấy là bệnh nhân bị đi cầu ra máu thôi, mình chưa thấy cái búi trĩ nó lòi ra ngoài. Độ 2 là sẽ thấy cái búi trĩ nó bắt đầu lòi ra ngoài khi mà mình đi cầu á, nhưng mà nó sẽ cái búi trĩ nó tự co lại được khi mà mình hết đi cầu. Độ 3 á, là búi trĩ nó sẽ xa ra ngoài khi mà mình đi cầu và cái búi trĩ này nó sẽ không tự co lên được nữa. Mình muốn co lên là mình phải lấy tay mình đẩy vô. Còn độ 4 á, là cái mũi trĩ nó xa ra ngoài thường trực, mình có lấy tay mình đẩy nó cũng không vô nha. Rồi, trĩ ngoại thì nó sẽ có mức độ, độ nhẹ thì cái bồ hậu môn nó sưng to xoắn lại, đau rát ha. Còn cấp độ nặng là mũi trĩ nó cũng to ra, và nằm ngoài hậu môn, làm gây chảy máu là đau đớn nha. Cái trung phân độ trĩ nội, trĩ ngoại là mình sẽ dựa vào cái đặc điểm của sự hình thành. À, của cái búi trĩ ha, ví dụ như là mình phân loại trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp này là phân loại dựa vào đặc điểm của sự hình thành, giống như là trĩ nội là hình thành trên đường lược và trĩ ngoại là hình thành dưới đường lược ha. Rồi phân biệt cũng dựa vào triệu chứng lâm sàng nữa. Trĩ nội là sẽ có những cái búi trĩ nó sẽ lòi ra lúc mà đi cầu ha. Rồi và phân loại dựa vào diễn tiến và biến chứng nha. À, trĩ nội thì sẽ nhiều biến chứng nặng hơn là trĩ ngoại. Máy nó không chạy. Rồi, đây là phân cái cấp độ của cái bệnh trĩ nội ha. Đó, mình có 4 độ này. 1, 2, 3, 4, hình ảnh mô tả và cái hình ảnh thực tế trên lâm sàng nha. Đó. Rồi, đó, trĩ nội thì mình có độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Này nó mô tả kỹ cho mình thôi. Đơ luôn rồi. Cách cho lớp kiểm tra luôn đi... Reset lại cái máy. Lớp chắc đủ rồi á, kiểm tra đi hết lớp ha. Dạ ok cô ơi. Rồi xem cái máy nó bị sao. Các đợi tí cô chia sẻ luôn. Đây 5 phút nữa đi cô. 5 phút nữa. Dạ. Đang đi về tới. Cũng được. Tiếp tục kiểm tra cô. Thì bạn nào vừa nói là đợi 5 phút nữa bạn chưa về tới nơi đó. Thôi chắc cũng không học tiếp được, cái máy nó đơ quá rồi. Chắc vậy luôn. Thôi không cần đâu. Để nó kiểm tra xong rồi cô đi xếp lại cái máy. 5 slide cho cả lớp. Có thấy slide chưa? Dạ thấy rồi cô ơi. Rồi. Hôm bữa mình học đang học dở tới phần cơ chế bệnh sinh đúng không? Cơ chế bệnh sinh nói xong rồi ha, có 3 cơ chế này, có 3 giả thuyết này, tấm đệm hậu môn, thuyết cơ học. Rồi thuyết động học và thuyết mạch máu do cái vi tuần hoàn ha, của cái ống hậu môn có những cái thông động tĩnh mạch. Rồi những yếu tố thuận lợi ha, ví dụ như tăng áp lực trong ổ bụng, rồi ví dụ như những bệnh về đại tràng mãn tính, đại tràng tràng ha, như là
viêm đại tràng mãn tính, viêm trực tràng, rồi táo bón kinh niên, rồi tăng áp lực trong ổ bụng, ví dụ như mang thai cũng là một cái tăng áp lực ha. Người những người mà đứng nhiều, ngồi mà không có cái đỡ giống như ngồi xổm á ha, nó cũng sẽ tăng áp lực lên ổ bụng nha. Đó thì người ta thấy rằng khi mà người ta đứng á, thì cái áp lực lên tĩnh mạch chỉ là 25 cm nước, còn khi nằm thì 25 cm, còn khi đứng là tới 75 cm ha. Đó, khi là đứng, người đứng lâu ngồi lâu á thì những người đó cũng có những cái nguy cơ bị chỉ nhiều hơn. Rồi những cái bệnh mà nó gây chèn ép cái đường tĩnh mạch thì cũng sẽ gây ra bệnh chỉ, ví dụ như những cái u biếu ở cái vùng đó ha. Rồi mang thai, triệu chứng của bệnh chỉ á, thì giai đoạn đầu á, là sẽ đầu tiên là sẽ thấy chảy máu trước, nhất là bị rướm máu khi mà đi táo bón, đi cầu mà khó khăn á ha, thì sẽ thấy là có rướm máu ở trong dưới chùi ha, và cái mức độ chảy máu á, nó sẽ tăng dần theo cái mức độ phát triển của bệnh. Tới những cái giai đoạn nặng hơn thì bắt đầu là sẽ có biểu hiện là bú chỉ nó xa ra ngoài. Ví dụ như là khi đi cầu là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, độ 1, độ 2 thì khi đi cầu là bú chỉ nó mới lòi ra. Còn tới độ 3 á, là bú chỉ nó sẽ lòi ra ngoài nhiều và nó vướng khó chịu, mình phải lấy tay mình đẩy nó mới vô. Còn đến độ 4 thì bú chỉ nó sẽ lòi ra ngoài thường xuyên, có thể gây loét và không có thể đẩy, nó cũng không lên được. Rồi, phân biệt cái bệnh chỉ và chỉ triệu chứng ha. Bệnh chỉ thì nó là một hậu quả của một cái quá trình tăng áp lực xoang tĩnh mạch chỉ lâu dài. Và cái áp lực này có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên. Còn cái chỉ triệu chứng á, là biểu hiện của tăng áp lực xoang tĩnh mạch chỉ thường xuyên. Thì thường cái bệnh chỉ nó bắt đầu biểu hiện khi mà bị tăng áp lực, khi mà đi gắng sức, khi mà đi cầu. Còn chỉ triệu chứng là do nó bị tắc nghẽn hoặc là huyết khối cái tĩnh mạch đó, hoặc là những cái giò động tĩnh mạch. Cái bệnh chỉ thì nó sẽ hình thành những cái bún chỉ ở những cái ống hậu môn, những cái bún chỉ nó có sẵn thôi ha. Đó. Còn cái chỉ triệu chứng là nó có triệu chứng giống chỉ thôi ha, thì nó sẽ ở những cái nơi khác, những cái búi thình tĩnh mạch khác, nói chung những chỗ nào có bối thình tĩnh mạch mà nó giãn ra thì đều có thể biểu hiện giống chỉ nha. Những người mà có bị chỉ triệu chứng thì bắt buộc là phải tìm yếu tố nguyên nhân của nó thì mới chỉ dứt điểm được cái chỉ triệu chứng đó. Rồi phân loại thì mình sẽ có là chỉ nội, chỉ ngoại và chỉ hỗn hợp. Thì chỉ nội thì cái vị trí mà thình cái búi tĩnh mạch ấy là nó ở trên đường lược ha, cái chỗ này là nó có cái đường lược này, nó làm cho cái hậu môn của mình nó co thắt lại khi mà không có đi cầu. Khi mà đi cầu thì nó sẽ giãn ra ha. Đó thì chỉ nội nó sẽ giãn cái búi tám gối tĩnh mạch ở trên cái đường lược đó. Còn chỉ ngoại chỗ này là cái đường lược này ha, rồi chỉ ngoại thì nó sẽ giãn cái búi tĩnh mạch ở dưới cái đường lược. Còn chỉ hỗn hợp là nó bắt đầu giãn ở cả búi trên và búi dưới cùng một lúc luôn ha, nó thông với nhau luôn, trong và ngoài cùng một lúc. Thì người ta phân độ cái phân loại cái chỉ dựa vào cái đặc điểm hình thành ha, bắt đầu từ đâu này, rồi dựa vào triệu chứng lâm sàng và dựa vào diễn tiến và biến chứng của các loại chỉ. Chỉ nội thì mình phân là 4 độ ha. Độ 1 là mình mới có đại tiện ra máu thôi, không có thấy búi chỉ xa ra ngoài. Nếu mà khám thực thể thì có thể là ở soi thấy búi chỉ, hoặc là lấy tay khám thì sẽ sờ thấy cái búi chỉ C ha, sẽ thấy cái búi chỉ. Còn độ 2 là búi chỉ bắt đầu xa ra ngoài khi mà đi đại tiện, khi mà mình gặn mắt mình sẽ thấy, nhưng mà búi chỉ đó nó sẽ tự co lên được khi mà mình đi đại tiện xong. Còn độ 3 là búi chỉ nó xa ra ngoài khi mà mình đi cầu, nhưng mà nó không tự co lên được, mình phải lấy ngón tay mình đẩy nó lên thì nó mới lên được nha. Độ 4 thì búi chỉ nó thường xuyên thường trực ở bên ngoài đó, và mình đẩy nó cũng không lên, vì những cái búi chỉ độ 4 sẽ dễ bị viêm nhiễm hại tử. Chỉ ngoại thì mức độ nhẹ thì cái bờ hậu môn sẽ sưng to, dày da, xoắn lại, đau rát ha.
còn độ nặng thì bú chi nó cũng sẽ to ra, dễ chảy máu và đau đớn. Rồi đây là cái cấp độ bệnh trĩ mình nhìn thấy ha. Độ 1 thì nhìn bên ngoài có thể không có gì khác thường hết nha. Rồi độ 2 thì bắt đầu là khi mà đi cầu rặn ra thì sẽ thấy là cái bú trĩ nó lòi ra, nhưng mà hết đi cầu thì nó sẽ thu lại được. Rồi độ 3 thì là bú trĩ nó lòi ra khi đi cầu nhưng mà nó không tự co lên được nha, phải lấy tay đẩy lên. Và thường thì bú trĩ độ 3 nó bị lâu rồi nên là màu sắc tới khi nó cũng sẽ tím tái hơn. Ở độ 4 là trĩ nó sẽ thường trực ở bên ngoài như thế này, đẩy nó cũng không lên nha. Đó, nói chung là các cấp độ trĩ đây ha. Rồi, trĩ ngoại mà nặng nó cũng có thể là có biểu hiện độ 3, độ 4 giống trĩ nội luôn nha. Trĩ ngoại độ 1 thì mình cũng thấy là nó mới dày ra gư một cục lên thôi ha. Rồi độ 2 thì cái cục đấy nó có thể chuyển màu tím đỏ ha. Rồi độ 3 thì nó sẽ dày giãn ra rìa hết xung quanh hoặc môn, da sưng đỏ lên. Còn độ 4 thì nếp da thừa sưng đỏ. Thường nếu mà đã trĩ ngoại độ 4 thì nó cũng sẽ kết hợp thêm trĩ nội luôn á. Đó, trĩ nội, trĩ ngoại cùng một lúc luôn. Rồi diễn tiến lâm sàng thì cái bệnh trĩ đầu tiên là nó có thể là có cái dấu hiệu là bú trĩ đấy, nó bị xa và bị nghẹt, tức là nó bị xa ra ngoài cái hậu môn thì nó dễ bị nghẹt tắc á ha. Thì cái bú trĩ đó có thể tắc một phần hoặc là toàn phần ha. Ở bên ngoài cái chỗ tắc thì da nó sẽ tím tái phù nề, bên trong thì sẽ đỏ thẫm sưng phù ha. Nó mà đã xa nghẹt thì sẽ động vào rất là đau nha, ấn nhẹ nó cũng sẽ đau luôn đó. Và có thể có những cái nốt cứng cho cục máu đông luôn ha. Nếu mà phát hiện muộn thì hoặc là điều trị muộn thì có thể có những cái chấm đen do hoại tử. Thường trĩ nội nó mới có biểu hiện xa nghẹt tại vì nó từ trong nó xa ra ngoài mà. Trĩ hỗn hợp thì cũng có thể tại vì nó cũng có từ bên trong nó cũng xa ra ngoài thì cũng có thể bị nghẹt. Còn trĩ ngoại thì nó ở bên ngoài không nên là nó không có bị cái gì chèn ép hết, nó không có bị nghẹt. Rồi diễn tiến có thể tới tắc mạch ha. Thì trĩ nội thường ít tắc mạch lắm ha. Bệnh nhân sẽ đau ở trong sâu, giống kiểu có cái gì nó cứ đè đè ở trong cái hậu môn á. Thăm khám trực tràng sẽ thấy một cục cứng, một khối ranh giới rõ ha. Trĩ ngoại thì sẽ hay gặp cái tắc mạch hơn. Bệnh nhân sẽ đau ở rìa hậu môn nhiều hơn, có cảm giác rát rất là nhiều ha. Sờ vô thì sẽ thấy một cái khối như là kiểu hạt đậu á, căng ha. Nếu mà mình rạch cái khối đó ra mình có thể thấy một cục máu đông nha. Rồi trĩ hỗn hợp thì nó có thể có cả triệu chứng của trĩ nội và trĩ ngoại. Rồi biểu hiện viêm nhú hoặc là viêm khe thì cả trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp đều có thể bị viêm ha, tức là nó dễ viêm nhiễm ở cái vùng đó. Thì khi mà có viêm thì sẽ có cảm giác là đau nóng rát ở hậu môn, ngứa, thăm trực tràng sẽ thấy rất là đau, và cái cơ giãn, cái cơ thắt hậu môn nó sẽ giãn nở kém. Nếu mình soi hậu môn thì sẽ thấy là các nhú niêm mạc nó bị phù nề ha. Rồi có thể có những biểu hiện là lết ở giữa các bút trĩ. Rồi biểu hiện là mẫu da thừa ở rìa hậu môn thì mình sẽ gặp trong trĩ ngoại hoặc là trĩ hỗn hợp nha. Thì trĩ ngoại rất là dễ gặp cái da thừa ha. Thì vì những cái da thừa này nó sẽ làm cho bệnh nhân phải nhập viện vì không thể làm sạch ở cái vùng hậu môn được, nó dễ nhiễm viêm nhiễm. Rồi trên lâm sàng mình sẽ gặp bệnh nhân trĩ có những cái triệu chứng. Thì đầu tiên nói đến là triệu chứng toàn thân ha. Thì phần lớn những cái bệnh nhân bị trĩ, nhất là giai đoạn đầu thì sẽ không có biểu hiện gì cả, vì đầu tiên nó có chảy máu nhưng mà nó không có thường xuyên và số lượng nó cũng sẽ ít. Tới mà bị mãn tính rồi, bị chảy máu nhiều rồi thì có thể có biểu hiện của thiếu máu ha. Tức là bệnh nhân sẽ mất máu nhiều mà sẽ có biểu hiện là thiếu máu, thiếu sắt, sắt da xanh nghiêm nhợt ha. Xét nghiệm máu thì có thể thấy hemoglobin giảm, dung tích hồng cầu thì cũng giảm luôn. Rồi khi mà thiếu máu nặng thì nếu mà mình thấy bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu nặng thì phải xem bệnh nhân có bất thường gì về huyết học hay là có bất thường gì về đường tiêu hóa khác không nhé. Chứ còn thường trĩ thì nó sẽ thiếu máu nhẹ thôi.
Rồi, triệu chứng ở tại chỗ vùng trĩ thì mình sẽ thấy là 65% bệnh nhân sẽ có biểu hiện là sa bú trĩ, nhất là ở cái giai đoạn mà 3-4. Rồi giai đoạn đầu á, thì sẽ đi cầu ra máu ha. Nói chung là giai đoạn nào cũng sẽ đi cầu ra máu hết, nhưng mà đi cầu ra máu là biểu hiện đầu tiên sớm nhất, và hơn 60% sẽ đi cầu ra máu. Bệnh nhân có đau rát hậu môn ha, đau rát rồi ngứa. Nói chung cái biểu hiện ngứa ở hậu môn là cũng là một trong những cái biểu hiện mà gợi ý tới trĩ. Nó chỉ chiếm có khoảng 30% thôi, nhưng mà hầu hết những người mà có ngứa hậu môn thì chắc chắn là có thể là đã bắt đầu bị trĩ rồi đó, và nên đi khám trĩ sớm ha. Rồi triệu chứng thực thể thì mình khám bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có, đây là ba tư thế khám trĩ ha: tư thế sản khoa này, tư thế nằm nghiêng, tư thế chọc mông. Thì người khám thì sẽ đứng ở đằng sau bên dưới hoặc là đứng một bên. Khám thì sẽ đeo găng tay làm tút C ha. Khi mà mình sờ hậu môn thì mình sẽ thấy là nếu mà bệnh nhân trĩ nội hoặc là trĩ hỗn hợp, mình sẽ thấy là vị trí những cái bú trĩ ở những vị trí là 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ ha. Đó là ba vị trí của cái bú trĩ, thì mình sờ xem là ở bốn vị trí nào nó bị tổn thương ha. Sờ có thấy nó sưng đau ấn, nó có đau hay không, có cứng hay không đó. Rồi nếu mà có soi hậu môn thì mình sẽ thấy là ở kích thước của cái bú trĩ này, màu sắc của cái bú trĩ này. Tóm lại là khám trĩ thì bắt buộc phải khám cái thuốc C nha. Rồi cận lâm sàng thì mình sẽ soi nội soi hậu môn trực tràng ha. Thì mình sẽ soi hình ảnh, mình sẽ thấy là hình ảnh của cái bú trĩ nếu mà nó có ha. Đó, thì mình sẽ thấy vị trí của cái bú trĩ. Nói chung là nội soi soi hậu môn trực tràng là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán trĩ, nhất là trĩ độ 1 á ha. Nó có thể giúp mình phát hiện được những tổn thương do nứt hậu môn luôn, hoặc là tổn thương niêm mạc của ống hậu môn ha. Đó, nói chung là soi hậu môn là cái mà phương pháp chẩn đoán chính xác nhất. Mình cũng có thể thấy niêm mạc nó bị viêm mãn tính hay là sơ hóa hay là teo ha, cũng có thể phát hiện được những cái ung thư trực tràng. Đó. Rồi, vậy thì để chẩn đoán xác định cái bệnh trĩ thì mình sẽ dựa vào triệu chứng cơ năng. Triệu chứng cơ năng thì mình có những cái triệu chứng chính ha. Triệu chứng chính là có chảy máu khi đi cầu này, và cái triệu chứng này là triệu chứng sớm nhất, là những triệu chứng mà làm cho bệnh nhân đi khám luôn ha. Rồi những cái triệu chứng của bú trĩ nó xa ra ngoài, triệu chứng đau nghẹt ha, tắc nghẽn, rồi viêm, đó là những cái triệu chứng chính của cái trĩ. Rồi khám thực thể thì mình sẽ làm tút C, nhìn sờ, thăm khám trực tràng ha. Đó, thì mình nhìn thì mình nhìn, nếu mà trĩ ngoại thì mình sẽ thấy, trĩ nội thì thường thì mình phải khám tút C mình mới thấy ha. Đó, trĩ nội thì nếu mà khám mình cũng có thể thấy là có bú trĩ, rồi niêm mạc bị tổn thương ha, rồi có chất nhầy. Sờ ấn coi có đau hay không ha, tĩnh mạch ấn vô có bị tắc, có bị xẹp hay không ha. Đó. Rồi, nói chung là bắt buộc là phải khám thực thể nha. Khi mình khám thực thể, ngoài chuyện nhìn bú trĩ thì mình cũng có thể là đánh giá được cái trương lực của cái cơ vòng khi mà bệnh nhân gặng với suy nghĩ ấy. Khi mình cho ngón tay vô tút C hậu môn của bệnh nhân á ha, thì cái trương lực của cái cơ vòng nó sẽ tác động lên tay của mình, thì mình có thể đánh giá được cái mức độ như thế nào ha. Nếu mà chú Đức Hiền trả dùng cô 50 nha Hiền. Rồi kết hợp thêm cận lâm sàng là mình sẽ nội soi hậu môn trực tràng nha. Rồi chẩn đoán phân biệt bệnh trĩ thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh mà gây xuất huyết ở trực tràng, ví dụ như polyp này, rồi viêm loét đại trực tràng hoặc là ung thư trực tràng. Chỉ với những cái bệnh trĩ trĩ nội mà nó xa ra ngoài á, thì mình cũng cần phân biệt với lại xa trực tràng. Có những người á, người ta sẽ bị nhầm giữa chẩn đoán giữa trĩ nội xa ra ngoài với cái xa trực tràng, nhưng có một số người người ta bị xa
trực tiếp cái trực tràng ra ngoài, nhưng cái búng trĩ nó không hề bị sao, búng trĩ nó không giãn gì luôn. Cái mà lòi ra ngoài đó là cái niêm mạc của trực tràng chứ không phải là trĩ nha. Cô cũng đã gặp một vài trường hợp bị chẩn đoán nhầm là trĩ, nhưng thực tế là người đó chỉ bị xa trực tràng thôi. Thì thường những cái người mà bị xa trực tràng nó sẽ một cái có một cơ địa, ví dụ như nữ thì xa trực tràng thường sẽ đi kèm với lại xa tử cung. Nói chung là chẩn đoán phân biệt cái xa trực tràng thì cần phải thăm khám thêm, rồi soi, rồi X quang ha. Rồi hậu quả của cái bệnh trĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, ảnh hưởng đến mất máu nhiều thì gây thiếu máu, gây suy giảm trí nhớ, rồi bị trĩ cũng sẽ đau lưng, đau vùng hậu môn, cung chậu ha. Rồi có nếu mà trĩ mà không điều trị tốt nó gây viêm nhiễm mãn tính ở cái vùng đó, có thể làm biến độ niêm mạc gây ung thư ha. Đó thì đây là những cái biến chứng của bệnh trĩ ha. Rồi cái búng trĩ tức là trĩ nội nó xa ra ngoài gây nghẹt, gây tắc hoại tử, rồi làm ảnh hưởng đến chức năng cơ vòng của cái hậu môn. Tuy nhiên những người bị trĩ là những người mà hả, ví dụ như là dễ bị hay bị trung tiện, không có kìm được cái cơ vòng này, như cái chính là để cho ngăn cái những cái hơi ở trong đại trực tràng nó thoát ra ngoài thường xuyên. Nếu mà cái cơ vòng này mỗi lần mà nó không có kín thì rất dễ bị trung tiện ha. Rồi búng trĩ mà vỡ ra thì gây xuất huyết ồ ạt ha, chảy máu kéo dài. Rồi trĩ cũng có thể làm nứt kẽ hậu môn, gây viêm ngứa hay là tạo lỗ giò. Rồi viêm tắc mạch máu gây nhiễm khuẩn ha. Về y học cổ truyền của bệnh trĩ thì y học cổ truyền quan niệm ấy, phàm tất cả những cái khối thừa nào mà nó mọc ra từ các lỗ, các khóc tự nhiên trong cơ thể đều gọi là trĩ. Ví dụ như là nhĩ trĩ là cái thịt thừa ở tai, tị trĩ là ở mũi, rồi hậu môn trĩ là trĩ hậu môn. Theo nội kinh thì có 5 loại trĩ là mẫu trĩ, tần trĩ, khí trĩ, tiểu trĩ và huyết trĩ ha. Nguyên nhân gây ra cái trĩ ha. Rồi theo Đại Thành Ngoại Khoa thì có 24 thứ trĩ lận, hay 24 thứ trĩ ha. Còn theo Tuệ Tĩnh ha, Tuệ Tĩnh thì nói là thập nhân cửu trĩ là cứ 10 người thì có tới 9 người bị bệnh trĩ ha, rất là nhiều. Ở đây chung là đấy là những cái quan niệm của người xưa ha. Thì ở trong bài này mình nhắc tới trĩ thì mình mặc định là đang nhắc tới trĩ hậu môn ha. Rồi nguyên nhân gây ra trĩ hậu môn thì do cái thói quen đi cầu ha, rồi do tà khí xâm nhập, rồi do ăn uống không điều độ, uống rượu ăn đồ cay nóng, rồi do thói quen ngồi lâu ít vận động, rồi bị bệnh, rồi tạo suy yếu huyết hư. Thì nguyên nhân bệnh sinh chung của cái trĩ á, thì những cái nguyên nhân mà vừa nãy mình có thì nó sẽ gộp thành 3 nhóm nguyên nhân chính ha. Đó là do thấp nhiệt ở hạ tiêu, nhiệt kết ở đại trường và do khí huyết hư. Thì theo quan niệm á, thì tất cả những cái chứng trĩ đều là do nhiệt nó sinh ra ha. Ha. Đó, nói chung là trĩ thì do cái thấp nhiệt ở đại trường hoặc là ở hạ tiêu mà nó tích tụ lại mà thành ha. Rồi theo Tuệ Tĩnh thì là do ăn uống đồ ăn nóng, cay nóng, như là ăn đồ ăn cay nóng rồi uống rượu làm cho tích nhiệt, làm cho khí huyết nó không vận hành, làm cho thấp nhiệt ở hạ tiêu. Rồi do khí huyết hư, khí huyết không vận hành, ngồi lâu gây táo bón, hoặc là do sinh nở nhiều thì làm cho cái chọc khí, nói chung khí huyết không lưu thông thì sẽ làm cho chọc khí và huyết ứ nó dồn xuống dưới mà gây ra trĩ ha. Rồi do ẩm thực ăn nhiều cay nóng thì nhiệt kết ở đại trường làm cho hư hao tân dịch ha, làm cho cái táo kết á, đại tiện thì phải móc tận nhiều, dẫn tới làm cho huyết ứ ở cái rang môn ha, gây ra cái trĩ.
đó là cái nguyên nhân bệnh sinh của bệnh trĩ nha. Đó lại là mình có ba nhóm chính: thấp nhiệt hạ tiêu, nhiệt kết tại trường và khí huyết hư. Rồi các thể lâm sàng của cái bệnh trĩ hạ này thì mình sẽ có là thể nhiệt độc. Thể nhiệt độc là bệnh nhân đi đại tiện kèm theo máu tươi, máu mức độ chảy máu thì có thể khác nhau ha, ví dụ như là có thể thấm tới vệ sinh thôi, hoặc là nhỏ giọt tình, hoặc là có thể bắn thành tia luôn ha. Đó từ mức độ bệnh nhân sẽ nóng trong người và có cảm giác nóng rát hậu môn, có thể thấy khối sĩ nó xa ra ngoài hoặc là không thấy xa ha. Nói chung là cái này cũng là chỉ độ 1, độ 2 á. Rồi bệnh nhân đi tiểu lượng ít, táo kết ha, lưỡi đỏ, rêu vàng và mạch sát. Thì chẩn đoán mắt cương của cái thể nhiệt độc á, thì mình sẽ thấy rằng là bệnh nhân này là những cái bệnh mới mắc ha, triệu chứng thì nó là triệu chứng nhiệt ngay tại chỗ ha, thì và mới mắc thì nó sẽ là biểu hiện là thực nhiệt ha. Và bệnh thì tại hậu môn đại tràng thì nó là thuộc phần lý, thì nó là tác cương là lý thực nhiệt. Đó, bệnh tại tạng phủ nó là phủ đại tràng và gan môn, nguyên nhân là thường là do bất nội ngoại nhân ha. Đó. Rồi chẩn đoán bệnh ranh thì bệnh ranh nó là hạ trĩ thể nhiệt độc. Ở khi mà mọi người làm bệnh án là mọi người chẩn đoán nó phải như thế này nha mọi người, cả lớp. Cả lớp chẩn đoán là ví dụ như là ở bát cương là lý thực nhiệt. Chẩn đoán vị trí bệnh là tại tạng phủ, phủ đại tràng và gan môn. Đó, nguyên nhân. Rồi bệnh danh phải ghi rõ ràng giống như là hạ trĩ hoặc là trĩ hạ thể nhiệt độc. Không phải là ghi mỗi chữ nhiệt độc thôi ha. Đó phải ghi rõ ràng ra. Chẳng hạn như bệnh nhân đau cổ vài cái thì cũng là chứng không không hàn phạm gì đó, kinh cân đại trường ví dụ vậy. Đó. Rồi thể thứ hai á là thể thấp nhiệt ha. Thì thấp nhiệt thì sẽ có cảm giác nóng bức rứt, ăn uống kém, họng khô, miệng khát, thích uống nước mát. Mũi chỉ thì sẽ sưng màu hồng, thường xuyên dị dịch màu vàng dính. Nói chung thể thấp nhiệt thì nó sẽ có, ngoài nhiệt ra thì nó có thêm biểu hiện của cái thấp á, sẽ có dị dịch vàng dính. Hậu môn thì cũng có biểu hiện của nhiệt là nóng rát, ngứa, phát lạnh. Bệnh nhân sẽ đi cầu khi lỏng, khi bón. Lưỡi thì đỏ, rêu thì vàng, mạch thì hoạt sát. Chẩn đoán của cái thể thấp nhiệt thì mình sẽ có là đầu nóng không hả? Bát cương cũng là lý thực nhiệt ha. Tạng phủ thì biểu hiện ở đại trường và gan môn, nguyên nhân là do nội nhân và bất nội ngoại nhân. Rồi bệnh danh là trĩ hạ thể thấp nhiệt. Thể huyết ứ, huyết ứ thì cái bó trĩ nó sẽ căng phồng màu đỏ sẫm. Búi trĩ sẽ đau nhức và cái thể huyết ứ là trĩ nó lâu ngày rồi, thường là trĩ huyết ứ là phải độ 3, độ 4 rồi ha. Đó, thì búi trĩ nó sẽ lâu ngày, nó sẽ chai cứng lại. Hậu môn thì đau nhức và đi cầu nó sẽ đau tăng hơn. Bệnh nhân này táo bón thì phân nó sẽ dính máu hoặc là có thể xuất huyết là máu tươi hoặc là máu bầm. Lêu lưỡi thì mỏng, chất lưỡi đỏ và bệnh nhân này sẽ có điểm ứ huyết. Mạch thì khẩn sát. Rồi thể huyết ứ thì bát cương sẽ là lý thực ha. Rồi chẩn đoán tạng phủ là bệnh cũng tại phủ đại tràng và gan môn. Nguyên nhân là bất nội ngoại nhân. Và thể bệnh là hạ trĩ thể huyết ứ. Thể cuối cùng là thể khí huyết hư. Nó tương đương với lại trĩ độ 4 mà lâu ngày. Thì thường gặp ở những người bệnh kéo dài, lớn tuổi, khí huyết hư nhược. Thì bệnh nhân sẽ mệt mỏi, da xanh xao, tiếng nói nhỏ, mệt mỏi, nặng vận động. Búi trĩ thì sẽ xa giãn nhiều, màu trắng nhợt,
có thể kèm với lại khí hư hạ hãm, rồi chất lưỡi thì nhợt, rêu thì dày, mạch thì tế xác vô lực. Đó, này nó tương đương với lại chỉ lâu ngày, xuất huyết nhiều gây thiếu máu vậy đó. Rồi, chẩn đoán thì mình sẽ có là chẩn đoán bát cương là lý hư hàn, chẩn đoán tạng phụ là bệnh tại ngoài cái đại trường với lại giang môn thì nó cũng có tổn thương tại tỳ vị can thận, nguyên nhân là do bất nội ngoại nhân. Chẩn đoán bệnh danh là hạ chỉ thể khí huyết hư. Điều trị bệnh chỉ thì nguyên tắc điều trị thì mình sẽ theo Tây y thì mình sẽ phải có co mạch này, kháng viêm, kháng khuẩn và làm bền thành mạch. Rồi điều trị cái chỉ thì mình phải điều trị tổng quát nha. Nói chung là phải điều trị cái nguyên nhân như là do táo bón, phải điều trị táo bón. Và nếu mà cần can thiệp phẫu thuật, rồi cần phẫu thuật thì cần phải can thiệp. Đây là các phương pháp điều trị chỉ hiện tại mà đang áp dụng. Thì phương pháp đầu tiên là giai đoạn đầu á, thì mình sẽ thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, thói quen đi cầu á. Đó, thì mình sẽ áp dụng cho những người đã bị chữ nội độ 1 ha. Thì mới độ 1 thì mình chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống, chế độ đi cầu, vệ sinh các thứ thôi là nó cũng có thể cải thiện được rồi. Chỉ độ 2 trở lên á, thì mình có thể là cho chích sơ ha. Rồi chỉ độ 3, thì mình chỉ độ 1, 2, độ 3 thì mình có thể đốt cái hướng chỉ bằng cái tia laser hoặc là hồng ngoại, hoặc mình thắt dây thun ha. Thường thắt dây thun thì áp dụng cho độ 2, độ 3. Còn phương pháp thủ thuật á, thì chỉ độ 2, độ 3 là mình sẽ phẫu thuật. Còn phẫu thuật cắt mũi chỉ á, thì thường thì phải chỉ độ 3, độ 4 trở lên và chỉ ngoại nha. Rồi đây là phương pháp cắt mũi chỉ bằng cái dây phun, tức là mình sẽ đưa một cái vòng phun vô chỗ cái mũi chỉ á, xong mình cắt cái mạch máu lại ha. Đó, đưa một cái dụng cụ nội soi vào và một cái ống hình trụ ha, rồi đưa cái vòng phát cao su đó xích quanh cái mũi chỉ, thì cái mũi chỉ đấy nó sẽ bị thiếu máu nuôi, nó sẽ dần dần nó bị hại tự vấn sẽ rút đi. Rồi phẫu thuật thì mình chỉ định phẫu thuật cho những trường hợp là chỉ hỗn hợp, chỉ ngoại, chỉ nội độ 4. Với những trường hợp mà chỉ điều trị không hiệu quả hoặc là những chỉ mà có rò hậu môn trực tràng thì mình phải phẫu thuật. Thì những cái trường hợp mà nó có rò hậu môn trực tràng thì mình có điều trị bị nội khoa hoài nó cũng sẽ không cải thiện đâu, hoặc là mình có làm phẫu thuật nhưng mà cái đường dò đấy nó không được đít lại, nó vẫn cứ gây viêm nhiễm rồi làm nặng lên cái tình trạng. Rồi phương pháp phẫu thuật cắt chỉ khô cho phương pháp Ferguson, cái này thì lớp tham khảo không nhìn có biết thôi ha, mình không có làm bao giờ hết. Rồi cắt mũi chỉ bằng ta lơ rồi những phương pháp phẫu thuật chỉ ha. Rồi những phương pháp này nhanh chóng gọn nhẹ ít đau, bệnh nhân vào nhập viện cắt có thể đi về trong ngày được luôn. Rồi phương pháp lông gô ha. Rồi thì đây là cái so sánh giữa các phương pháp phẫu thuật chỉ, thì cái phương pháp xâm lấn tối thiểu thì nó sẽ tỷ lệ khỏi là cao nhất và ít tái phát nhất. Còn những phương pháp khác như là lông gô hồi trước cách đây khoảng độ 5-7 năm người ta dùng phương pháp lông gô rất là nhiều, nhưng mà phương pháp lông gô tỷ lệ tái phát cũng rất là cao ha, và tỷ lệ khỏi nó cũng không có cao lắm. Rồi so sánh cái ưu nhược điểm giữa các phương pháp ha, những cái thủ thuật như là chích sơ rồi bắn laser rồi áp lại thì nó sẽ làm được với những cái trường hợp chỉ độ 1, độ 2, định vị được chính xác vị trí tổn thương, rồi bệnh nhân làm cũng nhanh chóng, nhưng mà thường những cái trung tâm lại có đau, chi phí thì tùy loại ha, nhưng mà nguy cơ hoại tử nó cũng rất là cao. Rồi những phương pháp phẫu thuật á, thì mình sẽ thấy rằng có những phương pháp phẫu thuật
nó sẽ can thiệp tối thiểu ít đau đớn, ít đau đớn rồi, nhưng mà có những phương pháp thì tỷ lệ tái phát nó rất là nhiều. Nói chung là phương pháp can thiệp tối thiểu là hiệu quả nhất và ít đau nhất, nhưng mà chi phí thì nó sẽ rất là cao. Rồi đây là các phương pháp ha. Dùng thuốc chỉ dùng cho từ giai đoạn đầu thôi và phục hồi rất là chậm, nhưng mà bệnh nhân cũng có nhiều tác dụng phụ do cái thuốc đó. Tỷ lệ khỏi đi và tái phát khỏi thì ít và tái phát thì cao. Những cái thủ thuật thì tỷ lệ khỏi và tái phát cũng khỏi thì cũng thấp và tái phát cũng cao luôn. Đúng rồi. Phẫu thuật luôn á thì thông thường chỉ là không yêu cầu chuyển lại phẫu thuật trước để như lông vô rồi các thứ hay là khâu bố trí thì bệnh nhân phục hồi nó cũng sẽ chậm ha, rồi tỷ lệ khỏi bệnh cũng thấp và tái phát cũng cao. Đó, phương pháp can thiệp tối thiểu thì sẽ tỷ lệ khỏi bệnh tốt hơn và ít tái phát hơn. Nhưng mà nói thiệt thì tất cả những cái phương pháp này này, mình có làm phương pháp phẫu thuật thì mà bệnh nhân về không thay đổi thói quen sinh hoạt, không thay đổi lối sống, không thay đổi thói quen đi cầu thì nó cũng sẽ tái phát lại. Rồi đây là so sánh giá tiền cho mọi người tham khảo thôi ha. Giá của cái can thiệp tối thiểu thì nó mắc gấp đôi là các phương pháp cũ. Rồi đây là các thuốc điều trị ngoại khoa, nội khoa ha. Mình tham khảo đó. Có những cái thuốc làm mà mềm phân nhuận tràng mình dùng cho những trường hợp giai đoạn đầu như là Nutralax hay là Sorbitol đó, thì cũng phải thường xuyên dùng cho người ta. Những cái thuốc tăng sức bền tĩnh mạch như là đáp lông đó, thuốc mình dùng cho bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch đó, thì cũng sẽ dùng cho bệnh nhân trĩ luôn nhé. Ở có một số thuốc bôi là giảm triệu chứng như là kẽm oxit hoặc là thuốc bôi lidocaine như là giảm đau tại chỗ. Rồi những vị thuốc y học cổ truyền đã được nghiên cứu để điều trị chỉ vì những vị thuốc có tác dụng là chống tắc nghẽn mạch vì nó có chứa những cái thành phần như vitamin B thì ví dụ như là giấc cá, nghệ vàng, những cái thuốc chống chảy máu vì nó có cái hoạt chất lutein hay là sarapate thì những cái dược liệu nó có những cái hoạt chất này thì giúp cho làm tăng cái glucopin, tăng cái thời gian đông máu á, của tiểu cầu á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị cho làm cho bệnh nhân không có bị chảy máu ha, cầm được máu ha. Thì những vị thuốc như là hoa mè, tạo mực, các tái diệp hay là tam thất. Rồi những vị thuốc có tác dụng nhuận tràng như là đại hoàng, mường châu, thảo quyết minh, trị sát. Rồi những vị thuốc có tác dụng giảm đau, ở những cái loại mà được áp dụng vào những cái thuốc bôi ngoài á, như là nghệ nha. Giấc cá hay được giấc cá được áp dụng để điều trị trong trị rất là nhiều. Mình có thể dùng tươi ha, dùng tươi uống sống hoặc là đắp tươi ha. Ăn sống cũng được, uống nước ép cũng được. Rồi đây là những loại thuốc mà có thành phần là lutein ha. Lutein có tác dụng là giảm viêm, tăng sức bền tật mạch, chống co thắt, nhuận tràng, hấp thụ vitamin C. Thì những cái như là hoa hòe, rồi cọ mực, tam thất, rồi chắc bái diệp. Điều trị theo y học cổ truyền thì với thể nhiệt độc pháp trị của mình sẽ là thanh nhiệt giải độc, lương huyết, hoạt huyết, trị huyết, thăng đề và nhuận trường. Thì mình sẽ dùng bài thuốc là giải độc thang, da giãn hoặc là hoa hòe tán hoặc là bài thuốc nghiệm xương ha. Thì đây là bài giải độc thang, da giãn thì mình sẽ dùng kim ngân hoa, hoàng cầm, hoàng bá, hoàng liên, đại hoàng, xuyên cung, đương quy, sinh địa, hạ vô thảo và hoàng kỳ. Thì trong bài thuốc giải độc thang này mình có kim ngân hoa là để thanh nhiệt giải độc, hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm là nó thanh nhiệt ở cả tam tiêu luôn ha. Đó, ba cái tam hoàng á, thanh nhiệt ở cả tam tiêu luôn. Rồi đại hoàng thì thanh thất nhiệt nhuận trường nha, xuyên khung đương quy và bổ huyết, hoạt huyết, sinh địa là lương huyết, dưỡng huyết ha.
Nhà cô Thảo, Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ thì bộ khí. Hoặc là mình có thể dùng bài Hoa Hòe 8 ha. Hoa Hòe 8 thì mình dùng Hoa Hòe, Kinh Giới Tuệ, Sao Đen, Trác Bá Diệp, Sao Cháy. Ba cái vị thuốc này đều có tác dụng là thanh nhiệt, rồi cầm máu ha, chỉ huyết ha. Rồi cái này là của thể nhiệt độc nha cả lớp, không phải thể thất nhiệt, cái này cô ghi lộn ha. Điều trị này là của thể nhiệt độc. Rồi với thể nhiệt độc thuốc dùng ngoài thì mình sẽ có dùng cái bột ngâm chỉ, thành phần là lá móng tay, đinh lang, hoàng bá, tiền chi. Đó, mình tán bột để ngâm hậu môn, hoặc là mình dùng tha tử phèn chi ha, hoặc là mình dùng gấc cá, cây dền gai tươi rửa sạch, đun với nước sôi, pha một muỗng cà phê và ngâm. Châm cứu của thể nhiệt độc thì mình sẽ châm những cái huyệt như là trường cường ha, có tác dụng là thăng mề lên, rồi đại trường du, bạch hoàng du, tiểu trường du, thúc tâm lý, tam âm giao, thừa sơn, chi câu, hợp cốc, bách hội ha. Những vị này có tác dụng là thanh thất nhiệt ở thanh nhiệt ở cái đại trường này, rồi bổ âm lương huyết này ha. Đó, rồi thể nhiệt độc thì mình có thể, ngoài châm cứu thể châm thì mình có thể châm theo phương pháp điện mãn châm. Ví dụ mình có thể châm bách hội xuyên tượng bình, rồi đại trường su xuyên tiểu trường du ha, nhật liên xuyên bạch hoàng du, tứ liêu xuyên bạch hoàng du, nó là một phương pháp châm cứu thôi. Rồi có thể kết hợp với thủy châm ha, thủy châm những huyệt như là nhật liên, túc tam lý, tam âm giao và đại trường du. Rồi với thể thấp nhiệt thì phát trị của mình sẽ là thanh nhiệt lợi thấp và hoạt huyết chỉ thống. Phương dược mình sẽ dùng hoa hòe 8 hoặc là chỉ thống thang ga giảm, hoặc là dùng nghiệm phương nha. Thì bài chỉ thống thang thì mình sẽ dùng là hoàng liên, hoàng bá, đương quy, đào nhân, xích thược, trạch tả, sinh địa, đại hoàng và gấp cá. Thì bài thuốc này nó có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, thanh nhiệt giải độc, lương huyết chỉ suyết và ích khí thăng đề. Đó, mình có hoàng liên, hoàng bá là thanh nhiệt độc này, rồi đương quy, đào nhân, xích thược là hoạt huyết dưỡng huyết này, trạch tả là thanh thấp nhiệt ở vùng hạ tiêu này ha, rồi sinh địa, lương huyết, đại hoàng là thanh thấp nhiệt hiệu trường, gấp cá là chỉ huyết thanh nhiệt. Rồi sẽ thấp nhiệt thì mình châm cứu ở những cái huyệt như thế này ha. Ngoài cái những cái huyệt khác vừa huyệt thể nhiệt độc vừa nãy, mình có thể châm thêm phong long là để trừ thấp đờm ha. Đó, rồi thuốc dùng ngoài điện mãn châm với thủy châm thì cũng giống với cái thể thấp nhiệt nha, thể nhiệt độc. Rồi thể huyết ứ thì phát trị của mình sẽ là hoạt huyết, khử ứ, chỉ huyết, nhuận táo. Phương dược thì mình sẽ dùng bài tứ vật đào hồng ga giảm, hoặc là bài hoạt huyết địa hoàng thang ga giảm, hoặc có thể dùng bài nhuận phương ha. Châm cứu thì mình sẽ châm bách hội, trường cường, tứ liêu, túc tam lý, tam âm gia và đại trường du. Rồi bài đào hồng tứ vật ga giảm thì mình dùng bài đào hồng tứ vật, mình ra thêm gấp cá để thanh nhiệt trị huyết, đại hoàng thanh thấp nhiệt nhận trường ha. Nếu mà bệnh nhân có xuất huyết nhiều thì mình ra cỏ mực chắc bá diệp, sao đen. Nếu bệnh nhân có táo bón nhiều thì mình sẽ ra mè đen với mùng trâu nha. Ở bài hoạt huyết địa hoàng thang thì mình sẽ dùng những vị thuốc như là sinh địa, kinh giới, hoàng cầm, dương quy, hoa hề, địa du và xích thược. Nếu bệnh nhân có táo bón thì mình cũng sẽ ra mè đen với lại đại hoàng. Rồi thuốc dùng ngoài điện mãn châm và thủy châm cũng giống với thể nhiệt độc. Rồi châm cứu ha. Châm cứu thì thể huyết ứ ngoài những cái huyệt trường cường, đại trường du, thứ như bạch hoàng du, tiểu trường du, huyết tam lý, tam âm giao giống với lại cái các thể kia, thì thể huyết ứ thì mình sẽ châm thêm
huyết hải với cách du là để bổ huyết hoạt huyết. Rồi thể khí hư thì khi thể khí huyết hư thì mình sẽ dùng pháp trị là bổ khí huyết và thăng đề. Mình dùng bài thuốc là bát chân thang gia vị, hoặc là bài bổ trung ích khí thang gia giảm, hoặc là dùng bài niệm xương. Rồi bài bát chân thang ha. Bài bát chân thang này thì mình ra thêm hoa hòe, kinh giới, địa du và chỉ sát là để chỉ huyết ha. Chỉ huyết, hoạt huyết, chỉ huyết, bổ huyết. Rồi bổ trung ích khí thang thì mình cũng sẽ ra giảm giống như là bài bát chân thang vừa nãy ha. Mình cũng sẽ ra với hoa hòe, kinh giới, địa du và chỉ sát. Châm cứu của thể khí hư thì mình sẽ châm giống với lại các thể kia, mình ra thêm huyết hải với lại đạm chung là để bổ khí huyết ha. Dương long tuyền rồi thuốc dùng ngoài điện mãng châm và thủy châm thì giống với lại thể nhiệt tộc ha. Thủy châm thì mình cũng sẽ châm thận du với lại trực biên. Cái thể khí huyết hư ngoài châm ra, châm bổ ra thì mình kết hợp với lại cứu ấm ha, thì mình có thể cứu những huyệt như là bách hội, tỳ du, vị du, quan nguyên, khí hải, cao hoang du, cách du ha. Đó, mình cứu ngại ấm nha. Rồi thay đổi lối sống thì bệnh nhân sẽ ăn nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, những cái loại ngũ cốc như là cá, các loại ngũ cốc, các loại hạt nguyên bỏ đó. Rồi những thực phẩm có tính nhuận trường, rồi những đồ cay nóng kiêng thì kiêng, rồi không ăn mặn, không ăn quá ngọt, nhưng không ăn những chất kích thích như là cà phê, rượu bia, thuốc lá, những đồ ăn nhanh chế biến sẵn là bỏ ha. Nói chung là thay đổi thói quen ăn uống, rồi thay đổi thói quen đi cầu. Buổi sáng ngủ dậy là uống nước xong đi vệ sinh liền là một cái thói quen rất là tốt để tránh phòng ngừa bị trĩ ha. Thay đổi lối sống ha, vệ sinh tại chỗ này, rồi chúng ta bón bằng thay đổi chế độ ăn này, bỏ những thói quen không có lợi này, nên tập đi cầu đều mỗi ngày vào một giờ cố định này, nhất là tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Rồi cải thiện công việc, nói chung nếu mà công việc mà phải đứng ngồi nhiều thì mỗi 45 phút thì phải thay đổi tư thế vận động cơ thể một lần ha. Tập luyện thể dục thể thao, dưỡng sinh, yoga, bơi lội, đó là những cái thói quen tốt. Tóm lại thì bệnh trĩ nó là một trong những cái bệnh mà hay gặp, người Việt Nam bị rất là nhiều ha, tới 60%. Nguyên nhân thì do táo bón mãn tính này, do thấy thói quen ăn uống, thói quen đi cầu, rồi tăng áp lực ổ bụng ha. Rồi bệnh thì sẽ có những dấu hiệu như là đi cầu ra máu, sẽ ngứa ngáy khó chịu, đau đó, rồi xa búi trĩ. Phương pháp điều trị thì thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn, uống nhiều nước, tập luyện thể dục thể thao ha. Rồi câu hỏi ôn tập, đâu không phải là cơ chế gây bệnh trĩ? Câu D không cô? Câu D là cái thuyết đầu tiên cô đưa ra luôn mà. Câu E. Rồi câu E, thuyết viêm nhiễm ha. Viêm nhiễm không có gây cơ trĩ nha, bị trĩ mới gây nhiễm. Rồi câu 2, tỷ lệ mắc trĩ cao nhất ở đối tượng nào? Câu A. Rồi nhân viên văn phòng ha. Rồi câu 3, thể thấp nhiệt tương đương với trĩ ở giai đoạn nào? Giai đoạn 1-2. Phải không? Hãy lúc mà mình mô tả cái triệu chứng của thể thấp nhiệt ấy là bệnh nhân chỉ độ 3 cái viêm lết, có lết chạy dịch á. Rồi độ 3 viêm, viêm lết chạy dịch ha. Rồi câu 4, câu C, thuốc ngâm. Rồi những vị thuốc này được dùng trong bài thuốc ngâm nha. Rồi câu 5, câu E, câu E, câu B. Rồi câu E, câu B, kháng viêm là cái tác dụng đầu tiên mà nó có đâu mà câu B. Rồi bài trí mình xong ha, có ai có thắc mắc gì không lớp? Đâu có thắc mắc gì bài trí không? Cô cho em hỏi là cái
rau dấp cá đó cô. Em nghe nói là nó được tốt cho thành mạch máu đúng không cô? Rau dấp cá nãy cô có đưa tác dụng của nó đó. Vâng, em có thấy, nhưng mà tại vì em nghe nói là nó tốt cho thành mạch máu. Thì rau dấp cá nó kháng viêm là nhiều, còn tốt cho thành mạch là hoa hề, tam thất ha. À, rồi cọ mực, rồi các bã diệp ha. Còn dấp cá, cái tác dụng chính của nó là nó có tính sát trùng, tính kháng khuẩn á, rồi nó có tính thanh nhiệt ha. Dạ, cho là chỉ có hoa hè, các bã diệp, cọ mực với một loại nữa cô nói là gì em quên được. Hoa hè, các bã diệp, tam thất, tam thất nữa. Dạ. Mấy bệnh nhân mà bị chỉ, nhất là những cái chỉ mà độ 3, độ 4 rồi chúng ta rất hiệu quả lắm luôn, mỗi tội tam thất mắc. Ủa dạ. Cô, cái góc độ y học cổ truyền mình trị được bệnh trĩ không cô? Hay là tùy theo giai đoạn? Tùy giai đoạn, nói chung giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi thì độ 3, độ 4 là cũng thua luôn hả cô? Wow, nói chung là cầm triệu chứng bồi bổ cơ thể thì được. Những người độ 3, độ 4 là nên đi phẫu thuật. Xong rồi phẫu thuật xong rồi về mình điều chỉnh lại toàn bộ cơ thể. Nói chung là mình khám xem là âm dương nó mất điều hòa chỗ nào, tạo phụ nào, dư ngược. Bởi vì như là nhiệt nó tích ở đâu ấy. Thì mình ví như bệnh nhân này mà chỉ có cơ địa là nhiệt độc, hoặc là chỉ có cơ địa là thấp nhiệt thôi đúng không? Thì mình sẽ điều trị cái cơ địa đó để cho người ta không có tái diễn cái tình trạng đó nữa, thì mình sẽ không tái phát. Chứ còn chỉ mà đã độ 4 xong rồi nó lòi, nó lét, lở tùm lum ra thì mình chỉ, cũng chỉ là điều trị triệu chứng tầm chừng thôi, hiệu quả không cao. Tóm lại là cô đánh giá mà chỉ mà điều trị theo trường ấy, giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì cũng chỉ được khoảng 30-40% là thấy cải thiện trên lâm sàng, còn rất điểm là không nha. Còn nếu mà chỉ độ 1, độ 2 á, điều trị bằng y học cổ truyền có thể rất điểm được, với điều kiện là người đó uống thuốc xong vẫn phải duy trì được một cái lối sống, nói chung là thay đổi luôn về cơ thể mình, như là thay đổi về thói quen sinh hoạt, thay đổi về thói quen ăn uống, thay đổi về công việc kiểu vậy đó, thì nó mới dứt điểm. Chứ còn uống thuốc nó ổn rồi, bú trí nó to lại rồi, nhưng mà nếu mà vẫn cứ như vẫn cứ ăn uống thói quen như thế, vẫn cứ công việc đứng ngồi lâu như vậy thì nó lại tái phát thôi ha. Tại thấy nhiều phòng khám đông y cứ kêu là thớ mạnh của họ là trị bệnh trĩ, tưởng là trị hết. Nói chung là hết được. Ví dụ như bệnh nhân đang xuất huyết đúng không, bệnh nhân đang viêm thì dùng thuốc đông y bệnh nhân có thể hết xuất huyết, có thể hết viêm. Và mình thấy là đông y nó có thế mạnh những cái người mà nó có bị xa bố trĩ ra ngoài, thuốc của mình nó có tính thăng đề, mà nó có tính tật là co cái bố trĩ lên ấy đúng không, thì co thì dùng, cũng cao lắm thì cũng tới độ 2 thôi. Dạ. Độ 3 cũng có thể được nha, độ 3 giai đoạn đầu mà chưa có lở loét á. Yeah. Vẫn có thể được luôn. Nhưng mà nó chỉ dứt điểm ở một cái thời điểm đó thôi. Lớp hiểu không? Dạ. Yeah. Chứ nếu mà chưa điều chỉnh ổn về cái toàn bộ cơ thể âm dương rồi tạng phủ chưa điều chỉnh ổn thì rồi nó cũng sẽ tái phát. Và độ 3, độ 4 là rất rất khó để điều trị dứt điểm và cực kỳ dễ tái phát. Nói chung độ 1, độ 2 á, thì dễ nha. Độ 1, độ 2 công nhận là y học cổ truyền là điều trị, nếu mà về trị triệu chứng không á, thì có thể là dứt điểm 90-100% luôn. Tức là có thể là không thấy bú trĩ nữa nha. Nhưng mà nếu mà không thay đổi thói quen thì nó sẽ bị tái lại. Còn độ 3, độ 4 nếu mà uống thuốc kiên trì thì nó cũng sẽ cải thiện được tầm độ khoảng 50-60%. Đấy là cao á. Và ví dụ như bú trĩ nó đang to, nó đang xa ra ngoài, vị đang độ 3 thì có thể cải thiện lên độ 2 đúng không? Đó, kiểu vậy. Rồi nhưng mà nếu mà thói quen các thứ không thay đổi thì nó cũng sẽ bị lại, rồi nó cũng sẽ bị nặng hơn này. Rồi, lớp còn hỏi gì nữa không? Cô cho em hỏi cây cát lồi cô trị được tỷ không cô? Cái gì? Cây cát lồi đó cô. Cây cát lồi ấy hả? Dạ đúng rồi cô. Cát lồi là cây gì lần đầu tiên cô nghe?
Có cây khác không? Hình như cây lồi như cây gì ta quên. Quên tên mất tiêu rồi. Coi Google coi nó là cây gì. Cây cát lồi. Mình phải coi coi thành phần nó là gì, tính vị quy tinh của nó là gì. Thì đó, mình thấy nguyên tắc điều trị trĩ của mình thì phải là, ví dụ như là nó phải có tính thăng đề, nó có phải tính bền thạch mạch kháng viêm này, đúng không? Rồi nó có tính như đông y là phải thanh nhiệt giải độc này, rồi chỉ huyết này, hoạt huyết này. Đấy, những cái nào nó có tác dụng đó thì nó cũng có tác dụng hỗ trợ trị trĩ hết. Cũng vậy, vậy thì cái bài hoa hòe đó đó cô có hỗ trợ điều trị cho cái bệnh suy giãn tĩnh mạch không cô? Có, nhưng mà những người suy giãn tĩnh mạch đó dùng cái bài hoa hòe đó thì phải thêm những cái vị bổ khí vô nhiều nha. Bổ khí hả cô? Ừ, ví dụ như thêm hoàng kỳ á, hoàng kỳ, bạch sâm, bổ khí, rồi đó, những vị đó. Tức là mình không có dùng nguyên bà là mình phải ra giảm vô nè. Dạ vâng. Rồi, lớp còn đang mắc không? Giờ nó mới vô nè. Là cô đi, mình đi cái tỷ đấy, mình đi cắt cho vui về thôi chứ nó không xuống lại đúng không? Nãy cô có so sánh các phương pháp đó. Đó, mà cô thích chọn phương pháp nào thì chọn. Nó có phương pháp là tỷ lệ là tái phát là 50%, tỷ lệ hồi phục là 50%, có phương pháp là tỷ lệ hồi phục là 90% mà tái phát là 99% mà tái phát là 1% đó. Thì đây, tùy mọi người chọn phương pháp nào chọn thôi. Và cô nói là đấy là cái thống kê với điều kiện là phẫu thuật xong về mình phải thay đổi lối sống. Còn phẫu thuật xong dù cái phương pháp mà 99% á, xong về úi dồi ôi, vẫn ăn như thế, vẫn thói quen đi cầu như vậy rồi, nó cũng tái phát à. Em thấy họ đi cắt nhiều, tới phẫu thuật cắt cái đó nhiều quá trời. Thì người ta nhất là chế độ 3, độ 4 đó, điều trị thì đông y cũng đâu có hiệu quả, điều trị nội khoa cũng không hiệu quả, thì đi cắt cho nó xong. Nhưng mà phải sử dụng phương pháp nào cho nó hiệu quả thôi, tùy điều kiện nữa. Ví dụ như là có tiền thì một lần cắt chỉ hết 10 triệu, còn không có tiền thì chọn cái 3 triệu rưỡi thôi, thì lệ tái phát là 50%. Chị em là chữa cái này, người ta tới người ta cắt quá trời quá đất. Làm bên bộ khoa trị cắt trị luôn đó hả? Dạ, chị em là bác sĩ đa khoa đó, khoa nội á. Dạ. Nói chung là người ta cắt trị nhiều lắm, mà đa số mọi người khi bắt đầu là chọn những phương pháp phẫu thuật như là cắt sơ hay là đốt da dê, nhưng mà những phương pháp đấy thì lại tái phát. Mà em thấy họ tới họ cắt quá trời đông, một ca như cô nói hết tiền lên chứ mày không. Nhưng mà thường phẫu thuật là phải trong bệnh viện nha, còn những cái phương pháp mà làm ở phòng khám, làm ở nhà, nó chỉ là phẫu thuật thôi chứ không phải là phẫu thuật. Phẫu thuật thì nó rẻ hơn phẫu thuật, nhưng mà làm đi làm lại nhiều lần tính tổng tiền lên cũng thế. Cái cây cắt lồi đấy đi, thấy tác dụng của nó chủ yếu là những cái tác dụng giống kiểu thanh nhiệt giải độc là chủ yếu, trị viêm nhiễm, viêm tiết niệu, viêm phế quản, ho gà, cảm sốt. Kháng sinh cô, kháng sinh thực vật, đúng là kháng sinh thực vật đó cô. Ý là cô đang tra xem cái cây cắt lồi nó có tác dụng gì đó, thì nó có cái tính vị là đắng chua mát này, nói chung tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt giải độc thôi. Chứ nếu mà so là tính chất mà nó mô tả ở đây thì nó không có tác dụng chủ yếu là trị nha, nó chỉ là tác dụng như chỉ mà thể nhiệt độc, thể thấp nhiệt thì có thể ra vào để có tác dụng thanh nhiệt giải độc ha. Còn tác dụng trị chính thì là phải là những cái vị như là hoa hòe, chắc lá diệp, cam hấp, rồi những vị có tính thăng đề nếu mà chỉ đã xa nha. Rồi ai còn hỏi gì nữa ông lớp? Lớp không hỏi gì thì lớp nghỉ giải lao 15 phút, 7:35 lớp vô học bài tiếp theo nha.